Alright, cái này là chém. Oh, bây giờ chơi thang máy hẳn luôn. Ok, ok. Còn gì nữa không? Nope. Giờ đi thang máy luôn. Thằng con giờ lắm mồm quá. À, nó lắm mồm từ trước giờ rồi. Bây giờ nó chỉ láo hơn thôi. Nhìn nó lù lù và láo hơn. Nhìn cái tướng. Tướng láo, tướng này tướng láo. I can't learn if you won't teach me. You do not heed my lessons. I've done everything you asked. And all I wanted was the truth. Where did you get your fire bit? Tôi cũng không biết là cái này nó lấy cái kiếm này đâu ra. You said there are consequences to killing a god. You used the blades to kill one. Yes. Who else did you kill? Before Magni. How many? Đếm không xuể. Đếm không xuể. Do you hear me? I heard you. And these are not subjects for discussion. Okay. Do not push me, boy. Fine. Come here. Guess what? I know everything I need to know now. I have nothing else to learn. Congratulations. Đến ông này ông còn nản, ông chả quan tâm nữa. Rồi, cái đoạn này lát lâu thế nhở má, lên núi xa thế. Oh my god. Oh. Rễ cây à? Oh my god, cái cây đó, cái rễ nó cắm thẳng xuống đây á. Ngon. Wow. Ok. Oh no. Oh no, oh no. Ô, thằng kia. Thằng kia đó. What? May. À, cái kiếm này giờ đánh ngon phết mà. Cứ spam cái kiếm là xong. Brothers, be warned. The tunnels I'm seeing in the walls up here show signs of recent dragon activity. We already killed that dragon. Alright, từ. Trước khi did you then? Trước khi đi tiếp thì phải mở đồ. Oh, cái gì đây? Oh, cái này cái gió. Ok. Chắc phải có cái gì ở đây. Này, gió của tôi. Ngon gió của tôi. Cái này làm gì đây? Ok. Không biết giải quyết được vấn đề gì. Ở đây có nhiều cái nổ phết nhờ. Ok. Mày bay nè. Bay. Chúc mày bay may mắn nha. Cái này dùng để đánh lính. Sao lại xài một cái phí phạm thế này. Còn mấy cái nổ này. Tôi nghĩ là để đánh luôn á. Để đi đâu đây à. Boy, lên boy. Boy mà ở Việt Nam chắc bị phụ huynh đánh rồi. Chả thế. Nhưng bọn nước ngoài là có vẻ nó không có truyền thống đánh con phải không ạ? Việt Nam là ăn bạt tai đấy. Nhưng thực ra bạt tai đến cái lúc này mà bạt tai thì nó cũng không có hiệu quả cho lắm. Ok. Đọc. Cái này là dùng để đánh lính nào. Ví dụ đông quá thả nó xuống để. It says, don't wake him. Đừng đánh thức. Whatever. We've killed everything else in this mountain. Who else wants a taste? Tại mày đó. Lo mà.
Cái đó rõ ràng. Cái đó rõ ràng. Oh man, giờ đánh con này nhanh chưa? Giờ đang mạnh. Đó. Hết chưa? Hết chưa? Rồi. Quá đẹp. Hồi máu hết. Uầy. Bọn này chắc chỉ cho thép thôi đúng không? Thép tôi luyện. Ngon phết. Má bọn kia đánh sao nó không cho cái gì ta? Alright, continue. Destroy become human có Việt hóa rồi anh. Nếu có Việt hóa rồi thì maybe mình sẽ chơi. Yeah. Chứ mấy cái... Oh, ok. Cái này là cần cái... cần cái gió kia. Thế nếu mà đem cái gió kia lên đây được ta? Chặng đường cực kỳ xa. Ok, thôi rồi, bây giờ sẽ thử chạy. Tôi không nghĩ là 10 giây mà tôi có thể chạy ra đấy được. Có mà thần thánh. Có mà mẹ Flash mới chạy nổi. Anh là chạy lên được. Yep, chắc chắn là không được rồi. À, cái chỗ nào trung gian ta? Tôi mà không mở được cái này là má cho tôi ngủ không được không ạ? Có nào tiếp? Để tôi Google cái này. Má cái vụ này mới. Đúng là mỗi cái puzzle trong game này lúc nào nó có cái mới không ạ? Đấy. Wow, cái này mà đoán được thì đúng là giỏi. Không có biết là cái này là bọn nó vác đâu. Hết chuyện. Vác đi là xong. Ok, vậy là nãy giờ không ai biết. Yeah. Vác lên nhưng mà hạ xuống sao? Ok. What hết hồn. Vãi, đúng vãi không? Tất cả những gì mình học từ trước giờ lúc nào giải đấu nó cũng có cái mới. Lúc nào cũng vậy. À, bây giờ đứng ở trên này không biết có đủ tới không ta? Nếu mà đủ tới thì ok. Mà mỗi câu đố là nó có một cái mới hay là mẹ. Tất cả những suy luận từ trước giờ xa hết. Làm sao bỏ cái này được? Mã cái này là chest legendary. Chiêu trọng kích cổ lực. Oh, xem nào, please cái gì ngon ngon tí. Ok, nhìn có vẻ ngon đấy. Upgrade luôn đi. Yeah. Nhìn oánh. Cái này là trọng kích của cái kiếm. Của cái đao. Ôi giời ơi, nhìn máu me đấy. Rồi, ngồi đi tiếp. Bình thường thì cũng có mấy ông cũng bro lắm, nhưng mà chắc là mấy ông nào hôm nay cũng không biết. Boy. Nghe mày lâu rồi. Cái skill thương hiệu luôn anh. Ồ vậy à. Rất tiếc là mấy cái đấy mình không chơi mấy phần trước nên mình mù tịt. Mở được kho báu. Yes. Chưa mở một cái kho báu nào. À đâu, mở được một cái. Valkyrie. Chắc là gần chỗ Valkyrie. Yeah, cái này là chắc là gần chỗ đánh Valkyrie. Rồi mấy cái báu là mấy cái kho báu là cứ YouTube nhìn ngon lẹ. Gì đấy? Oh, what the fuck? Mình còn không thấy nó. Oh, cái này phải từ từ bình tĩnh. Wow. Ok, mày chân gian nhá, mày phải bắn nó chứ. Mày phải bắn nó chứ, mày chân gian vậy, what the fuck is this? Đánh này nó được không? What the fuck? So that's it then. Nó bắn xuyên. Dùng lửa đi, con này băng mà. Oh yeah yeah yeah. Ủa nhưng mà có quan trọng ta? Tại vì... Quan trọng tại vì kiểu gì chả phải bắn vào ngực đó. Không được, băng lửa gì? Cái này phải bắn vào ngực đó. Ủa được không ta? Từ từ.
có đánh được đéo đâu. Con này bắt buộc phải bắn. Không đùa. Con này phải cô đô tim không ạ? Rồi, chịu khó tí thôi. Hoặc là có thể tôi bị gà gì đấy, nhưng mà... Má! Không bắn được nhiều cái luôn á, đó bắn được đúng cây nhất. Oh my god, are you kidding me? Con này là bắt buộc phải Call of Duty chứ không có lửa băng gì nữa. Không bắn vào ngực nó thì không chơi được. Lại đây. Cứ bình tĩnh. Ok. Sao vậy, sao vậy? Yes, oh my god, thế quái mà nó quét mình hay vậy. Chết bà nó. Con này tôi không nghĩ là có cách nào khác ngoài việc là ném resistance to frost, chống frost hả? Chống băng 50%. À. Ok, bạc vũ. Con này không cách nào đánh ancient hurt, hình như cái đó là upgrade đồ ngon lắm sao? Ok, mày bắn này đi con. Whatever. Mày mà nói một câu whatever nó tôi đấm vào mặt. Lão. Chen 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 chen. Easy. Cái gì đây? Búa. Biểu tượng quả quyết. Phá hết. What? Đây là đường đi tới. Đây là đường đi tới, vậy thì chúng ta phải quay lại. Không được đi tới, phải đi lùi. Ok, đi cái chỗ này trước. Vậy là... Wait what? Kéo này ra... Ủa đường nào đường chính ta? Ok, cứ đi thử. Kéo này ra để leo lên đấy. Oh! Ok. Biết luôn. Oh my god, lần đầu tiên lượm được cái Skirap màu xanh. Màu tím. Sure. Má cái này quá phòng thủ quá nhiều. Ok. Ôi giời ơi, level 4 chưa? Level 5 chưa? Chịu. Đấy. Thêm vài món nữa là được. Full đồ đi, full đồ nào. Full đồ hồng, à tím đi. Kratos này God of ném rìu. Nhiều lúc bắt buộc phải ném rìu mấy không? Còn kể cả nhiều lúc không bắt buộc tôi vẫn thích ném rìu. Vòi lâu quá. Cái này là bản đồ kho báu. Please. Nope, chỉ là cuốn giấy. Nhật ký. Ok. Yes, cái này easy. Cái này nhà phá được. Đồ. Oh my god, một loạt đồ mới luôn. Oh my god, tôi không cần biết, cứ level cao là whack được lại có hai chạm luôn, có hai lỗ luôn. Ngon. Và đây. Cái. Okay. Đây, rồi cái này cho cái
băng giá 15%. Yes. Sát thương tăng 15% băng. Yes. Oh hello, thằng này tên gì quên rồi. Sandry. Oh, hello. Sindri, ok. I didn't know you'd be coming through here. Thế nào, upgrade. Yep. Upgrade luôn. Quá nhiều tiền. Hình như là cái giáp nào cũng nói chung upgrade lần đầu á rất là easy, nhưng mà lần hai mới là khó. Còn lần oh, cái này lắp upgrade có hai lần là hết mẹ rồi đó, maximum rồi. Yeah. View nope. Dao dao cung nope. Cung upgrade được nhưng mà má 80.000 chui. Okay. Hết rồi. Oh my god, tôi phải đi đái mấy ông ạ. Nó một đái quá. Bữa coi Enring có đoạn ông đi tề xong cái ghế nó tự xoay. Ma đấy mấy ông. Con ma bạn phùng phòng tôi. Oh boss. Ok, từ bình tĩnh. Trước khi đánh boss. À, uống nước, lấy lại tinh thần tí. Thôi bọn này nó nhanh vậy ta. What? Okay. What the fuck? Bọn này level 7 á? What the hell? Wow, tôi có vẻ hơi yếu level nhỉ mấy ông à? Đây có phải là hậu quả mà hậu quả không sợ không làm nhiệm vụ phụ không? Nếu gì mà bọn nó đã level 7, tôi mới có level 5, what the fuck? Má kiểu này cái chiến thuật mà làm hết nhiệm vụ chính xong rồi mới làm nhiệm vụ phụ có phải không ạ? Chắc là cũng phải bỏ một ngày đi làm nhiệm vụ phụ lên level quá. Bùi giới điện, okay. Được 3/18 ha. Chết anh em. Mấy bọn level cao á, nó đánh nhanh chết lắm, nó đánh 1-2 hit được chết. Có phải không ổn. Mở khóa giới điện Niflheim. Oh, bây giờ mình đến được Niflheim. Niflheim là cái chỗ để farm á. À không, mới 1/4 à. Mới 1/4 à, còn 3 cái nữa. Cái này ăn kinh nghiệm đi nhỉ. Chơi hack thôi anh, không thọt đâu. Tôi thấy có vẻ thọt. Thế nếu như ra toàn level, bọn level 6, level 7 không thọt mới là lạ. Nhìn có vẻ thọt phết. Muốn xong cái câu chuyện rồi kiểu đi farm sau. Mình có vẻ cũng không ổn cho lắm. Đấy. Cái này là máu. Come on you two. The silence is getting unnerving. Don't worry about it. We're focusing. Okay. Right, cuối cùng lên được đây. Nhưng mà tất nhiên chúng ta phải quay lại chứ, xem nào. Không mở được. Oh. Ok, đây không có gì hết. Cứ tưởng có gì hay ho. Có máu. Vẫn đủ đam à. Đủ đam clear quest chính. Hy vọng là thế. Mấy con boss trong quest nói chung là nhìn chung nó không khó lắm. Nó giống kiểu Lost Ark không? Quest boss trong quest thì giống như kiểu chơi thôi. Boss raid mới khó. Ở đây có bọn Valkyrie mới là khó. Hy vọng là boss không khó lắm. Let's go. Nearly there now. Finally. Vậy là đi đến cái đấy là chính cái cổng này luôn nè. Boy, cool. The rune. Hello. Boy. Ấn vô.
À cái khắc họa vào. Ồ, nó dùng máu á. Ghê vậy. Ok. Nó dùng máu để đánh dấu. Con hát co phết nhở. Hả? À. Wow. Yona. Cái game này hay ghê. We made it. Tiếc là mình không được chơi bản tiếp theo. Xem. Ủa nhưng nếu mình mở ra rồi thì bọn kia cũng có thể đi vào đúng không? Biết ngay à. Này vẫn chưa chết mà biết ngay mà. Oh! Wow 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 wow. No! I'm a god too! I can do this! Get off him! Really? À! Thế nhìn đau vậy? Walter, let him go. Take me instead. I'll do whatever you... Shut up. All this time, I thought I needed you. But you're just meat. Turns out, the boys... Sao mấy ông bảo thằng này là thằng kiểu hòa bình mà hòa bình nhất? Boss time. Oh no! What? What the fuck? Broke the gate. That was our only way to Yonai. Thôi hỏng. Stupid son of a bitch. Get out of here, boy. No, 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 đừng yes, đừng. By all means, Junior. Đừng ở lại, ở lại, ở lại. Hey, let Daddy do all the heavy lifting for you. Let go. Calm down, boy. You are not ready for this. I am ready. What the fuck? And here I thought my family was fucked up. Oh, your father is right, boy. You are far from ready. Now would you be so kind as to hold this for me? Thank you. Oh, whoa, 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 whoa. Lại mất thằng boy, no. Ok, bây giờ có phải... What? Deadwing! Mắt rồng bọc sắt! Deadwing! Oh, đây cái đấy mới là rồng nè. Mắt rồng có cánh nào hoàng. Ok. Ok, đoạn này mình chờ điều kiện gì. Ok. Stay away from my side. Còn thua, đánh này còn thua. Đang ngứa à? Deadwing, Deadwing, Deadwing. Đánh trên lưng Deadwing. Để đỡ mấy ông. Tôi chả để ý. Sorry. You won't stop me. I will break you. Oh. Won't you die? Okay. Đánh boss dễ vậy? Mà như đánh cứ đánh như vậy cho đến cuối game. Ok, mày có con rồng đẹp đấy con. Spam, spam, spam. Ok. Rớt hết con đám. Oh my god.
Oh, okay, okay. Chiếm con rồng nó luôn. Oh, what the? Tổ con rồng. Oh no, hết, xong, hết đi bọn. Hoành tráng quá. Nhưng mất thằng bò là vấn đề đấy. Mất thằng bò là vấn đề đấy. Giờ làm sao bay lên? Who's activated the bridge? Hey, I asked you a question. Huh? No, 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 no. Too late. It's locked in. And when the bridge opens, the full weight of Asgard will come crashing down. Oh, cái nó mở cầu đến Asgard. Okay. It's over. Is it? Đừng dính mặt với phá cầu. Ok. So be it. Biết ngay mà. Quỷ quá. Boulder! No! Listen to me! Let me out! Let go of it now or I will kill him. You know I will. Làm gì vậy? What did you do? Làm gì vậy? Phá cái cầu à hay sao? Ok. Cái này là heo heo mà đúng không? Đang đến heo heo. Thì cũng nhìn giống ấy, đúng rồi, thì giống. Oh my god, cái đoạn này nhìn đá mắt như vậy. Ok. Boy. Okay. I'm here. Yes, stay still. Thank you. Okay. Nó còn đây là được rồi. Cái gì đây? Cái này không có gì hết. Đấy, mày đâu con? Oh. Không thấy. Oh, không thấy. You will listen to me and not speak a word. I am your father and you boy are not yourself. You are. Chưa cho mày bà ta là mày ngon lắm rồi. You are rash, insubordinate and out of control. This will not stand. You will honor your mother and abandon this path you have chosen. Okay. It is not too late. Phải nhớ tới mẹ. Đừng có láo. This discussion is far from over. We are here because of you, boy. Bắt đầu đấy. Bây giờ bắt đầu dậy thực sự đấy. Mà chưa cho bằng tay là chưa được. Okay. Nhưng mà mình nhớ thằng Kratos nó vừa bị đâm mà đúng không? Chắc bọn này giống kiểu superhero, đâm tông xong chắc lành luôn. Không 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 xin gì đâu. Yeah. Chắc là leo lên tiếp thôi. Ok. Dàn boy tới đây rồi chúng ta sẽ có mở được mấy cái rương ở đây. Wow, it's cold. This is hell? Địa ngục lạnh giá. Worst place in hell you could have put us. I see a ship. Get us there. It only takes us halfway to Tyr's temple, but at least it gets us far from here. Ủa nhưng mà cái cổng phá mẹ nó. A thousand mortal lifetimes, the bridgekeeper kept the living out of this place. But now that you've ripped his heart out, here we are. Funny how it all comes around. Hey, 40 said about mother. Gì đấy? Boy. Gì đấy? Wasn't me. Oh, vậy đứa nào nói? Nghe giọng láo của mày. Ok, tiếp tục coi. Run, jump. Chết đi. Ủa ủa. Oh.
Oh man, có cái nói chung là đánh bằng cái không phải đánh choáng bọn nó, khỏe ghê luôn. Đánh bằng cái kiếm này khỏe. What? Linh hồn của này á. Turn away, boy. Modi. Oh, cái này là đoạn quá khứ. Ký ức của nó. Rồi xảy ra rồi. Do not dwell on those thoughts. Not here. Nó không nhớ là nó làm chuyện này á. We must keep moving. Hai nhân cách. Rõ ràng. Ok. Giờ đi đâu nữa? Đây. Nay tới 12 giờ end game luôn hả? Sắp end game chưa? Tôi thực sự tôi không biết còn bao lâu nữa, nhưng mà tôi cứ chơi đến tầm 12 giờ. So to the criminals. Hell must not draw a distinction between us and those whom these visions are meant to torture. Okay. How do we stop it? Escape hell as soon as possible. I'm not gonna let it bother me. Like you said, Mimir, it was just an illusion. That wasn't me. Là mày á con à. But it is who you have become of late. Look. Không phải con khỉ. I know I got us into this. Khóa. Whoever I am. I will get us out. You will follow orders. Thằng con này tự nhiên đến đây xong tỉnh lại. It had better be. Now let me focus. Okay. Oh. Okay, mình hiểu chuyện rồi. Bây giờ đánh cái này là này phải nhanh. À đâu có đâu phải đâu phải nhanh đâu, mình có hai dao mà lo gì. Yeah, chả biết gì phải nhanh. Wow. Mới hơn nửa thôi. Wait, really? What the shit? Từ từ. Má thì để nó chém một cú ngu quá. Tôi không muốn nhìn dùng nọ chứ. Okay. Đó phải dùng lọ. Good. Cái này như là được đồ ngon lắm. Nâng cấp. Ngon đồ hỗn độn, ngon nâng cấp. Yes. Nên tiết kiệm nộ tí. Cô. Vào đây. Đập cái này để làm gì? Để làm gì hết. Không sao được qua đây. Mà cái này nó ngay đây luôn á. Đi xuống à? Drop FPS. Yeah, có hơi drop một tí. Nhưng mà chịu thôi. Chúng không đến nỗi nào. Đấy rồi nha. Đấy mày rồi nhá. Chạy đâu? Ủa? Lật. Ok. Từ từ. Em đợi đấy. Đây nó. Yes. Tôi thích chơi mới chịu đợi hơn. Ăn máu chăng? Yes. Nào, cuối tuần thường sẽ không stream được. Ok. Hình như là đẩy nó đến đây sau rồi. Chúng ta quay lại đây nhảy hướng này thì phải mới được. Yep. Nó phải thế đó cơ. Wow. How? Oh. Do mình ngu. Ok. Sau đó tôi rõ ràng tôi ấn space mà nó không nhảy ra. Ok.
những cái pha giải đấu này công kênh một cách không có mèn mấy con giờ nó one hit được bọn nó luôn mới ghê chứ. Công kênh không cần thiết nhưng không sao, chúng ta xong rồi. Công kênh nhưng có thể mài dũa lại được trên YouTube không thành vấn đề. Đấy. Không bao đồ nó. Nó chuyện với ai vậy? Stay out of sight. Nói chuyện với bà mẹ. Okay. Yeah. Nó không cảm thấy một cái gì luôn. Vô vị, cuộc sống vô vị hả? Không máu gái luôn. Đó là tác dụng phụ. You would rather die? Ok. Hiểu rồi, báo cho bất tử nhưng mà thằng này nó không cảm nhận được một cái gì luôn. Sống như khúc gỗ. Bây giờ cũng không giải quyết, không giải là người nữa đâu. Cool. Bất tử nhưng yếu sinh lý. Cũng tính ra bất tử nhưng mà không cảm nhận được gì. Không ăn uống, không có cảm giác ngon. Gái cũng không có cảm giác gì thì mẹ đúng là chán thật. Từ từ bình tĩnh, đừng mang động. Thằng này chắc thù bài này lắm luôn đó. Vậy là nó từng xem giết bạn à? Ok. Sống để ăn, để chơi mà không ăn uống được thì mẹ chán. Ok. Có khi là thằng này nó bị vậy xong nó mới kiểu ấy vậy. Chứ chắc ngày xưa cho nó không hiền. À mà vậy nó bị từ nhỏ mà đó. Thần hòa bình. Yo, tôi biết sao rồi phải không ạ? Biết sao nó tìm tụi mình tìm Katos rồi. Why did you keep this from us, Ed? Would you believe it slipped my mind? I would not. I'm at a loss. I assure you, I have no reason to keep such a thing a secret. There's the boat. We will speak more of this soon. Ok, thằng này nó tìm Kratos là để Kratos giết nó. Nhưng mà đến Kratos chứ cũng chả phải làm gì. Tại vì nó ngon nghe nói thằng này là chuyên gia giết thần. Cuối cùng đéo giết được luôn. Yes. Wiki này bị có một cái đầu nên là đôi lúc trí nhớ chưa được tốt lắm. Tôi nhớ trong này có một cái đường đúng không? Nó đi ngang qua thấy. Alright. Giáp. Bây giờ chỉ cần giáp thôi. Cái gì đây? Oh my god. Thép. Được. Thép bắt đầu. Ok. Next. Vô luôn. Lại đánh nhau nữa. Đừng có né nữa. Tốt lắm con. Okay, brother.
phòng mấy ông má mấy ông lại chịu này cho nó nhanh phí tiếng rồi lằng nhằng quá cái vậy bật nổ ngay từ đầu cho xong má đánh bọn đó mà đỡ hụt một phát là nửa bình máu ok Perry hụt nửa bình máu we must hurry. Oh my god đánh bọn nó né là an toàn nhất chứ để Perry mà hụt thì chết mẹ luôn. Đánh thượng đánh quái thường mà phải chaos. Thực ra ông biết sao trong game này quái thường là khó chứ còn đánh boss lại đã phải dùng chaos thế mới khổ. Không biết mấy ông thấy thao sao tôi thấy quái thường khó hơn boss. Ok từ đầu đến giờ đánh bao nhiêu boss rồi tôi vẫn thấy đến thời điểm hiện tại tôi chưa không tính Valkyrie nha tôi vẫn thấy quái thường khó hơn boss còn boss mà đang dễ chỉ cần add thêm 3 thằng quái nữa tự auto khó tự động khó ok mới có một cái à còn cái bọn nó ở đâu ta anh thử tập ngắm bằng controller ngắm controller thì có gì oh nhảy lên đúng không. Maybe. Hai cái hình như là bên ngoài maybe có hai cái ở trong này chắc tôi nghĩ là nó ở bên ngoài hoàn toàn không có gợi ý gì ta kiểu maybe ở trên đây chắc kiểu nó phải có gợi ý hay là biết ngay. Okay. Gì đây? Táo hả? Tôi không... Ê! Cái này nộ. Nhưng mà bây giờ nộ với lại máu thì chắc là tôi không nghĩ là tăng được nữa đâu. Ok. Cái bọn nó là phải xử xong trước. Không nói nhiều. Đúng rồi, đó. Và bọn này thì đơn giản. Boss. Not entirely sure this is seaworthy. Nhìn cái đấu trường này, boss time. No. Give me space to work. Time boss? Boss time? You have done enough. Okay. Làm gì đây? Máu hả? Máu để dành đi. Ủa sao mình đầy nộ ta? Ok. Wait. What? Mình phải làm nếu gì đây? Kéo hả? Great. Just bear in mind this boat can only take this path of the way. No problem. Tyr's temple is near the top of a tremendous waterfall, which, sadly, we are downstream. That means even if we get there intact, we'd still need to sail up a waterfall somehow. The Vanir built the greatest ship that ever was, and it can fly. Skiflothnir? Yeah, because it was designed to fly. This was not. Biết đâu được. YOLO. Chuẩn bị đánh nhau. Chuẩn bị đánh nhau. Gì đấy? At least the fire's making heat. What now? Mình là cần làm sao đó để bẻ thuyền. Yes, cả lại. What? Chopping it? Give you a what? Lái thuyền kiểu này có vẻ không ổn. Just watch. Oh.
Ok, làm cái ấy để bay lên đó, nhưng mà như thế có vẻ cũng hơi quá. Còn kéo gì không? Hẳn là cái này bay lên được. Okay. Làm cái khí cầu luôn, cái khí cầu tự chế. Ok, cũng được. Right, hơi phản khoa học tí nhưng mà không sao. Trọng lực ở đây rất yếu. Oh, tránh ra máy. Ủa, đi lên đây hả? Stay with the boat. Thấy cái đường rồi, thấy hai cái đường ở đây rồi. Úi dồi. Lên đảo trên trời. Đúng rồi, lên đảo trên trời One Piece. Ông One Piece nhiều cái ảo vãi. Mà phim từ đầu có ảo mà. Tăng mọi sát thương thiêu đốt thêm 25. What? 25% thiêu đốt. Cái kiếm của mình là thiêu đốt đúng không? Wait. What the hell, mình lượm được cái này hồi nào vậy? Chạy 3 giây được nhận hào quang không thể cản phá, ngăn việc bị gián đoạn bởi cứng kinh. Ok, cái này để chạy. Cái rune này để chạy cho những đứa hay chạy. Rồi thiêu đốt 25% đang thiêu đốt. Thế thì chúng ta phải sai chứ, chạy hơi bị nhiều đấy. Tăng đam nữa. Okay. Cứ chạy là sẽ có siêu. Ngon lành. Tôi nhớ là tôi còn thấy một cái rương bên kia nữa. Làm sao đó chưa biết. What the fuck. Okay. Chiêu mới để xem nào. Nope. Nhìn cùi mía. I said stay on the boat. Staying on the boat. Rồi, mình phải nhảy lên đây. Xong rồi tiếp tục. Đấy. Ryu đã không còn ấn số 1 mấy. Quay, mình phải làm đéo gì đây? Nhưng mà mình biết là đây có rương, cho ra lập rương cái. Đâu cái rune nó để lao vào khô máu mà. Chạy 3 giây được nhận hào quang không thể cản phá, ngăn việc bị gián đoạn bởi công kích địch. Thì tức là mấy ông có thể chạy ngon lành mà không bị nó đánh. Còn cái chuyện mấy ông chạy vào địch hay là chạy ra xa khỏi địch là tùy mấy ông chơi thôi. Nhớ khâu là chạy ra xa khỏi địch. One hour later. Ở đây nó phải có cái nút hay kìa. Ok, cố gắng căng mắt mấy ông thông cảm. Oh my fucking god. Sao giờ mới còn người con lắm không? Hay. Được rồi. Ở giờ mới lên trên kia. Bây giờ tốn bay thời gian. Wait, what? Oh my god. Ủa sao tự nhiên? Ủa sao tôi cảm giác tiếng nó nhỏ xíu vậy ta? Má tên là làm phân tâm quá. Mày! We need to talk, brother. Yeah. You do realize it's over, don't you? Even if we make it back to Midgard, you and Baldur destroyed the only gate to Jotunheim.
Mấy ông có thấy đứa nhỏ? And that boy up there, he's in nine kinds of pain. His head's turned so far around. Atreus is not your concern. Well, he might become everyone's concern if you don't do something. You don't have to be the smartest man in the world to see that. Còn đây mới là đẩy này. Lúc nãy tôi tưởng là đẩy kiểu này đúng không ạ? Không kiểu là tôi tưởng là chứ không phải là kéo cái cần lên. Together now. Okay, vậy cho hôm nay tôi đụng vào tay nghe. Lúc đầu tôi tưởng là đẩy kiểu này nè. Nên là tôi cứ kiểu nhảy qua nhảy lại nhìn. We did it. Tưởng. We're free. Lý chấu. Okay. We are going to get out of here. Grace me, father. Chuẩn bị quánh nhau rồi sao nào? Time to end this. Yes, my son. Oh. Ôn lại kỷ niệm xưa. No. Kỷ niệm giết cha. It's that voice again. Do you know who that is? Nghe mà ông nhận ra là con. Do not know. Bầu trời. Theo ống. Bầu trời đi ngục. Hold on. Bọn rồi bố tụi bay chết đi. Ok, đánh bọn level 3 sướng không? Nó cứ cho bọn level 5, level 6, level 7 chi à? Ok, chắc nó lên cho lên từ từ đúng không? Cho lên từ từ rồi. Sung sướng gì đâu. Nó cho mình sung sướng tí xong nè, tí nó đánh. Oh, what? Gì đấy? Oh, what the fuck? Thằng nào kéo dây vậy? Oh no. Harpoon, I will free us. Yeah. Oh, ok, đến giờ rồi. Chậm. Đó. Rồi. À, bọn này lắm vậy. Spam một skill duy nhất. Cứ đầu cuối spam một skill duy nhất. Yeah. Đó. Kratos một skill. Rồi sao nữa? À, ok, gỡ cái này ra. Chào bác cá, xin chào Kronos nhé. Ông Kronos vào đúng lúc tôi không ăn hàng. Nãy giờ anh hơi bị nhiều hàng. Ok. Rồi tiếp tục lên nào, lên. Bây giờ cái gì vô dụng rồi ta? Cái rìu bây giờ chỉ đánh được mấy con Nightmare, mấy con bay thôi. Piston bọn nó maybe. Yeah, it's freezing. As long as we maintain this speed and those fires don't go out, we should be there in no time, lad. Thôi tận kẹt cầu kìa. Mắc cầu giờ lệch rồi. Oh no. À bọn. Yeah.
À, bọn gà. Đó. Ồ, sai lầm, sai lầm, sai lầm. Đâu mày? Cứ spam mình. Cả tớ nhận ra một skill duy nhất. Ok, ok. Wait, 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 wait. Mình phải đánh đến bao giờ vậy? Bọn này ra vô tận hay sao vậy? Sao cảm giác đánh như... Hả? Sao cảm giác đánh máy nhau hết vậy? Ồ, hay là mình phải... làm cái gì đấy? Đánh chết hết. Tại vì trong game á, nhiều khi nó có mấy cái đoạn mà kiểu mình phải làm cái gì, nó không là làm là nó cứ ra vô tận á. Để hay là phải đánh tiếp. Má gì tao đông vậy? Ok, cuối cùng xong. Ai biết. Ok. Tôi vẫn chưa dùng nó, tôi đang cố gắng đốt lửa cái bụi còn lại xem rồi. Ok. Bọn này là mẹ, đéo đánh lâu la nữa được. Bọn này phải xử đánh nhanh còn lẹ thôi. Oh, may quá. Chết đi. Oh, what the ok. Máu. Go. Vậy là chắc là ok đấy. Ăn nốt cái quả máu này. À, vẫn chưa dùng nọ mấy bạn. Tiến bộ chưa? Chứ mình là tôi dùng nọ lâu rồi. Lâu rồi. Cái bọn này vẫn còn đang quần mía, dùng hơi phí. Phải cố gắng hào quang không thể cản phá. Chạy 3 giây là sẽ có cái hoàng hào cao hào quang. Ngon phết nhỉ. Hello anh cá, xin chào Tông nhé. Bạn Soren ủng hộ A trai có động lực stream. Cảm ơn bạn Soren nhé. Chờ đúng không? Bây giờ chắc không còn gì ngoài chờ đâu. Đứng chờ một lúc. Biết ngay mà. Rồi là bọn này nữa. Ở bọn này bọn to, bọn này bọn to. Có thằng to nào nữa không? Mày không phải thằng to.
quá. Má bà này cứ đến đây chém từ ngày nào qua ngày khác cái gì? What the hell? Sao bà này dai vậy? Ra mấy trăm thằng. Whoa, what? Okay. Oh my god. Yeah. Rồi giờ có mới. Mày hình như là có vẻ như bây giờ chúng ta phải đánh tất cả những bọn từ trước giờ sao? Ô thằng kia. No. Không để ý mày. Quỷ bay. Và là chính, và là tí nó còn mấy thằng mạnh hơn là cái chắc luôn. Ok. À, phải gỡ cái này ra. Gì đây? Oh my god, điện thoại. Không, đợi tí nhá. Alright, à, vợ ganh thật. Có việc tí. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa được, Ok. Sắp à... Tôi nghĩ là chưa hết đúng không? Là gì hết không vậy? À, hết buổi này vẫn chưa hết đâu. Chắc phải còn một tập nữa. Rồi, cuối cùng đã đến. Má đánh ói ỉa ra. Mà nãy giờ tôi cứ đang tiếc nộ, chưa dùng nộ một tí nào. Look around at what you have done. Rồi. Đánh lại rút. Nhìn cà rốt ngày xưa kìa, máu meo. Shock. Chưa đến làm bè đâu đó con ạ. Thằng con nhìn. Come on, we gotta go. You saw. There's no time. Look. Cái gì? Oh, boss time. Cái đấu trường này hơi to đấy. Boss không? Không có vẻ là boss. Sao là để con học hỏi thói hư tật xấu thế này? Gen này. Cái này mà càng tránh càng không được. Ok. Nhưng vẫn còn sống là được rồi. Ok, có hai đường đi. Đi lên trước đi. À, Valkyrie rồi. Cái này là Valkyrie rồi. Bam! Hả? This is Odin's. I'd recognize his atrocious taste anywhere. Oh! Cái chỗ này là của Odin hả? Ủa sao Odin nó sống dưới đây ta? Sống linh ngục quá. Look at that! It's the missing panel down here. Có gì hot? Để bôi xấu. Might I have a look? Well, this is most unexpected. Why? What does it mean? I haven't the foggiest. Isn't that unexpected? Head. Look, clearly that's tear. Traveling somehow. Perhaps magically. Đi khắp thiên hà. Giants that they should devote a shrine to it. I'm afraid that is none too clear.
What are those runes in the corners? Not runes. Symbols from different lands. Omega. War. Aye. Omega la war. This one I know too well. Okay. Oh. Nhưng mà tại sao thằng Odin phải chia? They are jewels. Like yours. No doubt signifying the gift of sight the giants granted us. Give me a closer look. Interesting. Ui, ông này là tia. Bám ta. Very interesting. What is that? Secret plans concealed by Tyr so none could access but him and those few others that giants trusted. Giống mắt ông kia. Right under Odin's nose. I did promise I'd get you to Jotunheim. What do you mean, Ed? You said we were out of options. Don't you see, brother? Odin never gave up hope, and neither should we. He knew there was a clue in here, but we're the ones who found it. These plans are for a key to some chamber Tyr's kept hidden. I don't know where it's leading or what we'll find, but it's a path. Okay, dưới đây còn một cái chỗ bí mật của Tyr nữa. I suggest we ask a dwarf. Okay. Má lằng nhằng phế nha. Không chỉ đơn giản là vào chém thần, thoát khỏi heo heo. Má, chỗ ở của ông Odin nhìn có vẻ ngon lành phết. Nhìn cozy phết. Ồ, mình có đang đi đúng hướng không ta? Từ từ, quay lại đâu. Bên kia còn một chỗ nữa. Hôm qua coi thử. Biết ngay mà. Xếp xíu là mất bao nhiêu. This is where Odin brought all his best clues about Jotunheim. Nhiều sách thế. Ok. Cái gì đây? Oh my god, mà phải tăng thêm tất cả chỉ số. What? Oh. Yes. Ngon đấy. Nãy giờ mới lượm được đồ ngon. Gần cuối game rồi. Alright, chúng ta yên tâm đi tiếp rồi. Xưa làm nghịch tử, giờ có con nghịch tử. Thằng Kratos, đúng là ngày xưa thì nó cũng kiểu hơi khát máu thật. Nhưng mà nó giết bọn thần là có lý do mà đúng không? Chứ đâu phải tự nhiên nó giết. Nhưng khi không bay đến giết. Tôi không nghĩ là con nó sẽ giết đâu. Ông Kratos đó. Cái mà con thấy lúc nãy, có gì đâu, giết bố thôi mà. Giờ bộ như không thấy. You did not see me with someone. An old man. What old man? Giờ bộ có giờ bộ ngu mắt. Can we go? Okay. Yes. Very well. Đây là cái cầu rồi. Let's go back to Midgard and see about making that key. Where's that dwarf? Ok. Đó đi về. Về lại Midgar. Midgar là R. Con không dám nói gì, phải giả mù. Chả biết gì hết. Vẫn còn cái biểu tượng Omega đấy. Ok. Alright, Now, Head, why did you not tell us Baldur is the son of Freya? He is! It's shocking every time I hear it, and yet obviously I know it. When I think about Baldur and Freya, Okay. Yes, lad. Oh! Freya. Where's that, brother? Head, tell me Baldur's vulnerability. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Wait. What is happening? He is bewitched not to speak of what he knows. I am! Oh, that's it precisely. I wonder how long that's been so. Since she had my head at her mercy. Or back when I figured out Baldur's weakness. I'm here. Yes, lad.
Không này, không nói nữa. But Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Không nói nữa. Enough. This means there is a way. If he trouble, can you make it? Is it a weapon, armor, or likewise an instrument of war? Này không nghe. Này anh còn không anh? Không. Mình chuẩn bị anh nè. No, then forget it. Even if I wanted to make such an insignificant googaw, I'm liable to chink my tools working on something so delicate and ladylike. Then shingle it. Pattern weld the item with scap slag. Keep the layers thin. Alternate the overlay. Okay, smart guy. And where do you propose to find a lump of quality scap slag? Last time I saw one, I could still get rigid down south. Shut your mouth. Is that... Này được việc phết nhờ. Where did you? I had to get my hands dirty. Well, don't just stand there. Rồi, bọn này mà hợp sức với nhau ở cái đĩa mình chả làm được đúng không? You? You're fine with working on something that's not a weapon? Oh, hell, why not? What? I can grow too. Oh, watch the spine. Keep your wrist loose. No, you keep your wrist loose. Tối nay có clip không hay là một mình? Coming up. À, không. You gonna temper that steel longer? Giờ clip chắc là buổi sáng. Tối đến xui. How inventive and sanitary. Xong chưa? You clever little beaver. Never too late to learn a new trick. Bọn này chắc phải rèn cái gì khó lắm đấy mấy ông ạ. Chứ bình thường nó gõ bong phát là xong rồi. Mà lâu này là lâu này là khó đấy. Here it is. Nope. Don't forget this. Bong phát nữa. Okay. Má siêu tốc hành luôn. No, quit your grinning. It's downright unsettling. It's just nice to see you together. But now the rune on your brand looks different. Yeah, price of reforging something what broke. I knew it. You two love each other. Oh, cut it out, Princess. You're gonna get me all weepy. I like the new one better. Don't you? Vậy là bọn này quay lại với nhau. Không biết là tập phần sau có được gặp bọn này không ta? Mình khoái bọn này ghê. Ok. Vậy là có cái chìa khóa để đi đến... Vẫn còn đi đến để cơ chỗ kia đúng không? Yep. Chưa phải lại. Ok, để kiểm tra xem có đồ gì mới không đã. Upgrade. Nâng cấp, yes. Xong hỗn độn. Cái điều hình như chắc max bố rồi. Cung. Ok, 80.000. Đau lòng, không sao sao. Vì con. 80.000. Tiếp theo là bao nhiêu? Oh, đã nâng cấp tối đa. Yes, thằng con đã max down. Tuyệt vời. Yep. Nghe ra mà chắc nâng cấp được. Không nâng cấp được gì hết. Ok. Bùa. Cool. Nâng cấp máu nhiều hơn. Hồi máu nhiều hơn chắc. Đúng không? Thôi, vậy được rồi. Đấy. Nó bán chắc không có gì ngon đâu đúng không? Mua cục đá hồi sinh được rồi. Có 3 loại. Chắc mua loại 1.000. Mấy cái đất mà. Một loại 1.000, một loại 5.000, một loại 10.000. Tức là hồi sinh nhiều máu hơn nhưng mà đắt quá. Tôi nghĩ là dừng phần này đây được rồi mấy ông ạ. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Vậy là hôm nay vẫn chưa end được. Maybe tập sau hoặc tập sau nữa. Tôi cũng chả biết. Rồi, hẹn gặp lại các ông tập sau nhé. Bye bye.